Thời gian gần đây trên địa bàn một số xã phường ở thành phố Hưng Yên như Quảng Châu, Hồng Châu, Tân Hưng tái diễn tình trạng một số người dân dùng bộ kích điện bắt giun đất để bán cho các cơ sở sơ chế giun với giá cao, khiến môi trường đất nông nghiệp bị hủy hoại, gây bức xúc cho nhân dân. Đây là cơ sở sơ chế sấy giun khô của hộ anh Nguyễn Đình Hậu ở thôn 1, xã Quảng Châu. 6 nhân công đang miệt mài với các công đoạn rửa, mổ, xếp giun lên sàng để đem vào sấy. Giá của 1 kg giun tươi ở thời điểm hiện tại là khoảng 50.000 đồng 1 kg. Còn trước đó nửa tháng, anh Hậu thu mua với giá từ 60 đến 62.000 đồng 1 kg giun tươi. Nửa tháng trước đây thì giun tươi đâm cũng mua được lên cái giá 60-62 cho mọi người. Còn bây giờ thì giá cả thì nó cũng không ổn định lắm, thì xuống có 50 thôi. Thực sự là bây giờ thì em cũng chưa rõ là những cái người nào có kích trộm hay không. Ở vườn nhà người ta thì trong vòng 1 tháng, 2 tháng người ta lại khai thác lên bán cho em một lần. Mặc dù chủ cơ sở cho rằng đây là giun mua từ các nhà vườn nuôi giun. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 22 diễn ra vào giữa tháng 7 vừa qua, cử tri xã Quảng Châu và phường Hồng Châu kiến nghị có tình trạng khai thác giun đất tràn lan là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến môi trường đất canh tác và mất an ninh trật tự trên địa bàn. Hội đi giun nó đánh toàn đánh đêm, khi cắm điện nó tóe lửa như là cái kiểu chập điện ở trên không ấy. Nó tóe lửa như thế thì bảo không cái gì còn. Lốt cắm cứ cách được khoảng hơn mét này là có một lốt cắm, cái dùi to gần ngón tay này, họ cắm xuống dày như thế, xong mà để họ đi họ bắt giun đến là lát hết cả rau luôn. Hầu như trong vườn trong kia hầu như bị đánh hết lượt. Trong cái thời gian gần đây với cái giá thành cao, thế là một số hộ dân là cũng tranh thủ sắm nhiều các cái bộ kích để đánh bắt cái kích giun bằng điện. Là đây là một cái hiện tượng là làm ảnh hưởng đến hoa màu của nhân dân. Cái khó khăn là bây giờ hiện tại thì là chưa có cái chế tài nào để xử lý đối với các cái việc kích giun này. Thì hiện là chúng tôi đang đợi các văn bản của cấp trên và những chỉ đạo của cấp trên để có biện pháp xử lý. Đêm thì người ta kích trộm thì mình cũng công tác phát hiện nó cũng hạn chế. Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, ra soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động nêu trên nếu có tại địa phương, khuyến khích người dân tích cực phát giác và thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hoạt động kích điện, sơ chế giun đất trái phép để có biện pháp xử lý vi phạm.